Chào cả nhà nhá. Vâng, chào bác ạ. Ôi, quý hóa quá, hôm nay lại được bác trưởng công an xã đến chơi. Chào bác. Đúng là rồng đến nhà tôm rồi, mời bác vào uống nước. À thôi, nước nôi làm cái gì? Tôi đến đây một lát rồi còn phải đi các nhà khác nữa. Chả là gia đình ta vừa được xã công nhận là gia đình văn hóa. Thì hôm nay tôi mang giấy chứng nhận đến để gửi gia đình đây. Dạ đây gửi chị. Dạ vâng, em cảm ơn bác ạ. Đúng là vinh dự cho nhà em quá. Ôi giời, mẹ đưa con xem nào. Cầm làm cái gì? Hay cái thằng này, mày giành giật như cái thằng ăn trộm ăn cướp thế à? Tao tát chết cha mày bây giờ chứ. Con cái như cái lũ mặt dạy, đánh chết mẹ nó đi. Cái loại này sớm muộn gì nó cũng bán nước ấy mà. Bắn chết mẹ nó đi. Ôi giời ơi. Không được, mẹ cấm mày không được yêu cái con nhỏ đấy. Tại sao ạ? À? Bố mẹ nó là dân chợ búa, còn nhà mình thì là nhà gia giáo, không thể nào mà môn đăng hộ đối được. Không được. Sao mẹ lại cứ áp đặt vào con như thế ạ? À? Từ chuyện tình cảm cho đến chuyện học hành, cái gì mẹ cũng bắt con phải làm theo ý mẹ là như thế nào? Con lớn rồi, bây giờ sức chịu đựng của con thì cũng có giới thiệu, à, giới hạn thôi nhá. Cái thằng này hôm nay láo quá nhỉ? Đấy bố nó xem đấy, nó lớn rồi, bây giờ tôi không dạy được nó nữa rồi. Thôi con lớn rồi, con sẽ đi khỏi cái nhà này, con sẽ tự lập. Thằng kia, mày đứng lại ngay, bố đừng có cản con. Cản cái gì mà cản, cho tao theo với. Ôi giời ơi. Let's go. Này, đứng lại ngay. Tôi say rượu nên đi nhầm nhà thôi, không có gì đâu nhá. Lại còn định lươn với tôi đấy ạ? Thế bác có phải là ăn trộm không? Em chính là ăn trộm ạ. Thế bác đã ăn uống gì chưa? Từ tối đến giờ em chưa có cái gì vào bụng cả. Bu nó đâu? Mau dọn mâm cơm lên để tôi em mời bác ăn trộm đây. Này mày thật đấy. Dạ. Chứ tôi mà nóng tính tôi chém bác một nhát thì có mà tu mọt gông rồi cũng được. À thì cũng may là bác mời cơm em đấy. Chứ bác mà la làng lên là em cũng xiên cho bác vài nhát ngay đấy ạ. Lúc nãy tôi cũng định cho thuốc chuột vào cơm cho bác ăn cho đi luôn. Ôi trời ơi. May mà tôi còn tỉnh táo ấy, chứ không thì bây giờ làm gì có được ngồi nói chuyện vui vẻ như thế này. À chết, suýt quên. Lúc nữa cơm nước xong bác nhớ nhắc em ra tắt cái nút ở cổng đi nhá. Hả? Nút? Nút nào? À, là lúc nãy em vào đây em có cài cái quả bom hẹn giờ ở cổng ấy mà, định là ăn trộm xong thì cho nổ luôn. Thôi thế tí nữa bác nhớ nhắc em ra tắt đi nhá, chứ để quên đến sáng mai là nhà bác còn cái nịt đấy. Mày thật đấy. Dạ con mời cả nhà ăn cơm ạ. Này cái thằng kia, mày thấy bố mẹ không nói gì là mày tưởng bố mẹ dễ dãi đúng không? Dạ đúng rồi đấy. Thế mày coi bà coi bố mẹ ở đây là bằng vai phải lứa với mày đấy à, mà mày mời cả nhà ăn cơm. Tao tát cho cái bây giờ chứ. Con mời bố ăn cơm mà. Con mời mẹ ăn cơm mà. Cho bà thêm bát nữa. Ô cháu vừa mời xong một lượt mà bà đã ăn xong rồi. Ảo thật đấy. Lần sau làm gì thì cũng phải thưa gửi đàng hoàng, phải có trên có dưới, rõ chưa? Đi ra ngoài đóng cái cửa cổng vào đi, không đang ăn khách khứa đến rồi lại không hay đâu. Ôi rồi, bố giời. Mẹ ơi, bố mẹ ơi. Cái thằng mất dạy này nữa, thế tao dạy mày như nào? Nói cái gì thì cũng phải thưa gửi đàng hoàng cơ mà. Con thưa bố à. Con thưa mẹ à. Thằng trộm nó dắt mất cái xe máy rồi. Hả? Ôi giời à, mất hết rồi. Thưa với chào cửa. Con mời cả nhà ăn cơm ạ. Ê chà chà, cháu bà hôm nay nấu ăn nhìn ngon quá nhỉ. Cơm có cái mùi gì lạ vậy? Thật á? Sao cơm hôi mà đắng đắng thế nhở? Chắc tại chuột dán nó bò vào thôi, không có sao đâu. Lần sau cháu vo gạo kỹ hơn một tí là được. Các con buồn cười thật đấy. Con nó tự biết nấu ăn được thì phải động viên nó chứ, lại cứ đi chê trách nó là như thế nào. Mà nhà mình nuôi con mèo ở bếp thì làm gì có con chuột nào cơ chứ. Không phải đâu mẹ ơi, thỉnh thoảng vẫn còn một vài con đấy. Nhưng mà cả nhà cứ yên tâm đi, con đã xử lý hết rồi. Mọi việc nó đã gọi là nằm trong kế hoạch hết rồi. Con đã biết được cái vị trí mà bọn chuột nó sẽ đến, cho nên là con đã đặt thuốc chuột ở đấy rồi. Không còn một con nào sống sót đâu ạ. Giỏi. Biết nghĩ như thế là giỏi rồi. Thế cháu bỏ thuốc chuột vào đâu? Dạ cháu bỏ luôn vào thùng gạo ạ. Bố ơi. Làm sao? Con nghĩ là con muốn lấy vợ. Lấy vợ á? Sao tự dưng mày lại muốn lấy vợ? Dạ con thấy con cũng trưởng thành rồi, đủ chín chắn để xây dựng gia đình rồi ạ. Giờ lớn rồi, lấy vợ thì cũng tốt thôi. Nhưng mà bây giờ sự nghiệp chưa có. Mày lấy vợ rồi làm cái gì để mà nuôi vợ con? Con muốn là sau khi kết hôn, rồi cả hai vợ chồng cùng nhau làm ăn để mà nuôi con cái ạ. Chứ bây giờ bảo xây dựng sự nghiệp trước thì biết đến bao giờ hả bố? Mà bà nội thì cũng nhiều tuổi rồi, không biết là còn chờ được bao lâu nữa. Cháu nghĩ được xa như thế, có nghĩa là đã trưởng thành rồi. Bà ủng hộ quyết định này của cháu. Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. Ây nhưng mà đã lớn rồi thì làm gì cũng phải thực tế cháu ạ. Là sao ạ?
Mày đã làm gì có người yêu? Ảo thật đây. Ăn nhanh lên còn đi rửa bát.